Thưa quý vị, sáng hôm qua, nhiều xe ô tô biển số xanh chở đại diện công an và viện kiểm sát nhân dân xuất hiện tại nhà riêng của một số cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận. Đến chiều, Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, vừa bị bắt tạm giam cùng 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Cơ quan công an đã khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016. Khám xét nhà riêng của ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá.